Cả nhà mình ơi, vâng, đi đâu anh trai? Chạy đâu? Vậy một pha vẩy e, Nam Sông Kiều Sẻo đang có mặt ở đây với những tình huống vẩy e để bắt dân của game thủ Yugi. Tình huống vẩy e là rất rát dành cho bộ đôi chim sẻ nắng và game thủ Nam Sông Kiều. Timeline là 32. Từ bắt đầu, đây là màn máy của game thủ chim sẻ nắng với bài đấu được cầm Babylon. Một bài nền đất bán sa mạc và những cây gỗ gần nhà, một cái giếng cạnh nhà luôn, tức là không bao giờ khát nước. Đang có những bước đi dò đầu tiên để có thể tìm đồ ăn. Không biết là anh em có thể thấy là tiếng bình luận của mình hôm nay có gặp vấn đề gì hay không, hay là hình ảnh có mờ, hay là tiếng game nó đang chưa rõ ràng, hay to quá nhỏ quá, anh em có thể comment luôn để mình có thể fix lại một cách tối ưu nhất cho anh em theo dõi kèo đấu một cách mắc bêu. Và đây là màn máy game thủ chim sẻ nắng với bãi quả đầu 6 cây, một đôi voi, rừng dừa và có những bãi vàng cạnh nhà rồi. Chúng ta sẽ có màn máy của game thủ Nam Sông Kiều ở trong trận đấu này. Ai chà 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 chà. Khá quá nhờ, Persian bài tàu với 7 hiêu đầu 5 con. Tạm thời em đang khai thác một con hiêu tại nhà chính của mình. Quả đầu 7 cây, gỗ đầu không phải là quá xa đến từ cái thủ Nam Sông Kiều và em đang đi tìm rừng. Và có lẽ nên vẫn cho một con nông dân khai thác gỗ khi mà đây rồi, đã có rừng đến cái thủ Nam Sông Kiều. Em sẽ cần phải gấp rút đưa những con hiêu về. Ở trong trận đấu này và thông tin báo về đến từ chim sẻ nắng là bên kia có một bài Great 7%. Vâng, chào tất cả anh em đang xem nha, hello mọi người, hello anh em. Đây là chiếc PS đầu tiên đến cái thủ Nam Sông Kiều và bài đấu cầm Persian đang có 2 bầy hiêu và một bãi quả đầu rồi. Hiêu đầu đang em đưa về đánh bài tàu 10 dân này có chậm không? Như vậy là còn nhanh dân hơn cả sẻ vì sẻ thấy quân thấy quả muộn. Đấy, con hiêu tiếp theo. Con hiêu thứ tư ở trong bầy hiêu đầu. Em đang cố gắng trả gỗ để thiết kế chiếc bè mới để tránh mít dân và sẽ lùa nốt con hiêu kia về. Bây giờ sẽ đi dò để xem có voi hay không và phải tăng thêm dân gỗ để nhanh chóng có được chiếc BG đầu. Đã có vàng đến thủ Nam Sông Kiều, một con Persian đây rồi. Và như vậy là chỉ có một con voi, hơi đáng tiếc cho thủ Nam Sông Kiều. Nhưng với Persian như thế này thì cũng đã đủ để có thể ép đời 3. Và chúng ta cần tìm thêm một đồ nữa để có lực. Sau khi lên đời có con giò công giáp đầy đủ để có thể chém cặp đôi Yugi và game thủ Chí Đích Công. Ở trong cuộc đấu này thì tất nhiên bộ đôi chim sẻ nắng và game thủ Nam Sông Kiều sẽ được đánh giá nhỉnh hơn so với bộ đôi Yugi cũng như Chí Đích Công đến từ Clan AV Thái Bình. Còn ở lượt trận thi đấu thứ hai nội dung 22 thì mới là một cuộc đối đầu đầy thử thách dành cho bộ đôi Anh Huy cũng như Văn Hưởng. Và với quyết tâm của Văn Hưởng cũng như là game thủ Anh Huy thì đang muốn đánh cho đội bạn biết như thế nào là lễ hội. Và chúng ta cùng quay trở lại với mặt máy game thủ Nam Sông Kiều, bài 4 voi 2 hiêu, mắc của mắc. Vâng, ép đời luôn. Làm tí giải ép đời đánh bài tàu. Hay là không đóng BG nữa, vẫn đóng BG đấy game thủ Nam Sông Kiều. Vẫn đóng BG và vẫn sẽ cầu voi về. Rồi, con voi thứ hai được em khai thác tại nhà chính của mình và tách dân ra cầu voi về thôi. Vâng, làm luôn giải ép đời không. Vâng, sẻ con đang bảo hay để anh câu voi cho em. Đây là màn máy game thủ chim sẻ. Đã có voi ở trong trận đấu này. Ai đưa voi về. Bài đấu cũng có voi đến từ game thủ chim sẻ nắng chúng ta. Đây là con voi thứ hai cho sẻ đưa về cho chính mình rồi. Vâng, như vậy thông tin báo về Nam Sông Kiều bị trộm mất một voi. Không sao, với bài Persian như vậy thì mình nghĩ là Nam có thể one hit được nhà đầu cánh thôi. 21/24. Có làm giải ép đời luôn ngay trận đấu đầu tiên hay không? Vâng, như vậy dường như là không. Đang định làm cái giải ép đời ngay trận đấu đầu tiên. Ở trong phần cơ cấu giải thưởng của giải đấu này thì tôi chưa nhìn thấy mục giải ép đời. Nhưng theo thông tin mà chim sẻ nắng cập nhật cho mình biết thì giải ép đời có trị giá đó là 2 triệu Việt Nam đồng thì phải. Và thông tin báo về là Nam Sông Kiều gần màu 3, game thủ Yugi, người được cầm Egypt. Đây là Egypt trong tay game thủ Yugi. Và còn hiệu cuối cùng trong 7 hiệu đầu đang được game thủ Nam Sông Kiều đưa về nhà chính cho mình ở trong trận chiếu này. Và chào tất cả anh em đang xem. Và thêm một bầy hiệu nữa dành cho Nam Sông Kiều, 23/24. Và thêm chiếc bé nữa để khai thác bầy hiệu này luôn. Và cảm ơn Mạnh Hùng đã gửi tặng cái thủ chim sẻ nắng 30 sao nhỉ. Hello anh em đang xem. Đang cố gắng để tìm nốt con hiệu đưa về. Bị câu mất một con voi rồi. Bài đánh 23 dân dành cho con Persian của Nam Sông Kiều. Chúng ta sẽ theo dõi màn máy cái thủ Nam Sông Kiều khi em là người được cầm per đột biến. Và như vậy là anh em đã cầm cho tụi mình là 3 triệu giải ép đời ạ. À ok, cảm ơn anh em rất nhiều. Đó là xong cái mục cơ cấu giải thưởng thì mình chưa nắm được cái giải ép đời có trị giá phần thưởng là bao nhiêu. Và đây để mình xem lại để xem có... À, giải ép đời sẽ là 2 triệu Việt Nam đồng nha anh em. Giải ép đời là 2 triệu Việt Nam đồng. Có 2 triệu Việt Nam đồng dành cho giải ép đời. Tất. Đây là BL đến từ cái thủ Nam Sông Kiều. Và BM thiết kế vài đấu kích đời 9 phút 3x như thế này để cạnh tranh giải ép đời gần như là không có cửa. Cho nó dễ.
Anh em đợi mình chút nha, mình có một chút thao tác về kỹ thuật, sau đó sẽ quay trở lại với anh em luôn. Giò đã có đấy, thủ nam sâu kêu đây rồi. Và bắt đầu đẩy giò đi. Vâng, chào tất cả anh em đang xem. Đây rồi, đây là nhà màu 3. Đó chính là game thủ Yugi và con giò của thủ nam sâu kêu đang xiên vào bãi gỗ của game thủ Yugi. Người được cầm Egypt ở trong trận đấu này, một dân của anh Yugi đã nằm xuống. Nam đang cố gắng rèn giữ con giò mình để tránh những tình huống vẩy bắt giò đến từ game thủ Yugi. Bài đấu mà Nam sẽ thi đấu với hai BL. Và mình nghĩ rằng Yugi khi mà đối đầu với Persian này thì cũng khó để anh ấy có thể đánh cung. Bài cái thủ Yugi có tới 3 voi ở đây. Vâng, rất nhiều dân đang đứng chơi đến từ cái thủ Yugi. Và Nam Song Q sẽ nhắc nhở anh Yugi về việc này. Vâng, với việc để có giò chọc vào dân đứng chơi đội bạn thì đội bạn sẽ biết rằng có dân chơi này và đã bắt đầu đào vàng đến từ cái thủ Yugi. Anh ấy đang vẩy E và đây là E của Nam Song Q. Sẽ không thể bò được bãi vàng này dành cho game thủ Yugi. Vâng, Nam đã lên đời và 2L đều, Yugi sẽ mất vàng và có lẽ đây sẽ là chiến thắng đầu tay dành cho bộ đôi chim sẻ nắng và game thủ Nam Sâu Kiêu. Cái bên kia thì chim sẻ nắng sẽ đối đầu với một con Grex trong tay game thủ Chí Đích Công. Và mình nghĩ với cái vài đấu của game thủ chim sẻ thì cũng khó để cho Chí Đích Công có thể hạ gục được chim sẻ nắng. Vâng, Nam đã ăn được rất nhiều dân của game thủ Yugi, 2L đẩy vào bãi gỗ này. Và Yugi đóng BA khi không ăn được vàng. Anh ấy định có một bài đấu cơ cấu đánh cung kẹp P. Nhưng bây giờ chỉ cần tìm một bãi ăn hoa nữa game thủ Yugi thôi là xong. Đây rồi, gặp. Ơ, có xác cái gì đây? Vâng, tôi vừa nhìn thấy có xác sư tử ở quanh đây thì chắc chắn dân về ở đây rồi, không thể chạy điều được cả. Và Nam đang chém nốt cho con nông dân ăn hoàng của game thủ Yugi, fit luôn dành cho con Egypt này. Trận đấu đầu tiên và Nam đang chém tưng bừng. Vâng, thấy cả bãi quả của thủ chim sẻ nắng nữa. Timeline là 28/32 với bài đấu được cầm pờ. Vâng, anh Yugi còn bị sư tử cắn chết dân ở trong tình huống vừa rồi. Một trận đấu chém tưng bừng đến từ Nam Song Kiêu và đây là những con nông dân của game thủ Yugi. Quá khó thở dành cho anh Yugi khi phải đối đầu với một Persian đột biến đến từ Nam Sông Kiêu với bài đấu kích 9. Lạc đà vẫn đang vắt rất đều. Và đây là màn máy của game thủ chim sẻ. Có lẽ là sẽ không cần phải thi đấu nhiều đến từ chim sẻ nắng khi thể điểm đầu chỉ cần bo nhỏ giữ mạng trước người cầm Grex bên phía đối phương là game thủ Chí Đích Công thôi. Timeline là 29 với bài 28 nông dân và đang có một con T. Con giò đội bạn đang chọc vào đây, có hai ngựa chém đến từ Chí Đích Công. Timeline là 30 đến từ game thủ chim sẻ. 3 sóc đều thể điểm đầu. T có giáp hay không chúng ta cùng chờ. Một tơn giật lại vậy E nhưng không được, đây là E của đối thủ. Khá ghê đến từ Chí Đích Công. Và vậy E trước để cho chim sẻ nắng không thể chốt E vào những chiếc ruộng của mình. Nhưng sẻ đã chủ động bo nhỏ rồi và nếu như thiếu gì thì bảo Nam bơm cho gỗ đang là quá nhiều những thủ chim sẻ. Em quyết định đen nhà chính giật hốc luôn. 3 thềm đầu. Chúng ta quay trở lại với màn máy game thủ Nam Sâu Kiêu với timeline là 32. Vẫn đang đi vào bãi gỗ của game thủ Yugi. Trận này anh Yugi chỉ ăn gỗ thôi. Bởi vì anh hết tất cả những con dân ăn hoang bên ngoài rồi, còn mỗi bãi gỗ ở đây thôi. Vâng, đang bo nhà rộng hơn đến từ game thủ Nam Sông Kiêu và có lẽ nên nâng cấp cái công 4 cho những con lạc đà của mình. Đây là dân của game thủ Chí Đích Công. Mang dân đi đâu đây? Vâng, không biết là Chí Đích Công đang vác dân đi đâu nhưng Nam đang có vài đấu ra ruộng khỏe. Có bánh xe, bài Grex và pha vẩy E đến Nam Sông Kiêu nhưng nó lại hở. Và hôm nay thì ngồi sau Nam Sông Kiêu cũng như là game thủ chim sẻ nắng thì đang có sự hỗ trợ đến từ game thủ Cậu Hưởng. Và ngồi để học hỏi những điều bổ ích. Vâng, chào anh Ngọc Hân nha, hello anh em. Đấy rồi, hai con dân này sẽ bị chém nốt thôi. Anh Yugi đang có vài cung R đẩy sang nhà Nam Sâu Kiêu. Nhưng với bao nhiêu cung R của Egypt thì gần như là chẳng có lý do gì mà Nam lại không có thể thủ được cả. Chém chiếc con giò bên phía đội bạn. Vâng, sẻ đang hỏi là Nam có khỏe không để chạy dân sang đây. Ok. Đấy, còn mỗi bãi gỗ này thôi. Và anh Yugi còn mỗi bãi gỗ này thì chỉ cần sẻ sang bắn cái là xong rồi. Đấy, dân của sẻ cũng đã chạy đến nơi. Hôm nay là 31 đến từ game thủ Nam Sâu Kiêu đang có một cung R gì ở bãi vàng. Ta sẽ gom lại dân ăn vàng thôi. Vâng, giò đang đảo và cố gắng để có thể chơi nốt bãi gỗ này của thủ Yugi. Khi mà sẻ đưa cung đến thì mình nghĩ là Yugi cũng sẽ chạy rồi. Đây rồi, anh Yugi chuẩn bị tháo đấy, chuẩn bị tháo nhá, chuẩn bị này. Dí sát vào bắn là chạy này. Cả nhà mình ơi, vâng, đi đâu anh trai? Chạy đâu? Vậy một pha vẩy E, Nam Sông Kiêu sẻ đang có mặt ở đây với những tình huống vẩy E để bắt dân của game thủ Yugi. Tình huống vẩy E là rất rát dành cho bộ đôi chim sẻ nắng và game thủ Nam Sông Kiêu. Timeline là 32 ở trong trận đấu này và bơm đồi game thủ chim sẻ. Bây giờ thì chỉ cần chim sẻ nắng nở quân, tụ được quân và có những tình huống bắn phù của người cầm Grex thì Nam có thể mang lạc đà sang để chém hết với bài đấu được cầm Persian của mình. Timeline là 30 đến game thủ chim sẻ. Vâng, đen nhà chính giật vào cái hốc này, vẽ khoanh ruộng. Có dân ăn gỗ bên phía nhà game thủ Nam Sông Kiêu. Bây giờ cứ thế sóc đều quân thôi. Được Nam bơm đồ cho nhưng Chí Đích Công đã resize và tỷ số được mở dành cho bộ đôi chim sẻ nắng và Nam Sông Kiêu 1-0 ở trong lượt trận đấu này. Chúng ta hãy cùng chờ đợi đến với trận đấu tiếp theo ngay sau đây. Có lẽ lượt về thì mình nghĩ chim sẻ nắng sẽ được người cầm Egypt, còn Nam Sông Kiêu sẽ được người cầm Grex. Vâng, đọc luôn quân lượt về cho anh em đấy, cơ cấu sẵn luôn đấy. Và chúng ta hãy cùng chờ đợi đến với trận đấu thứ hai ngay sau đây thôi. Và xin anh em dành ít phút cho quảng cáo.